Thích Ca Mâu Ni Phật cùng toàn thể Phật tử gần xa thân mến, cùng toàn thể tăng ni trẻ gần xa thân mến, để chúng ta bắt đầu làm việc theo cái chương trình nhắc nhở tu học từ xa. Bữa nay thử làm việc vào buổi sáng, hiện giờ là 7 giờ ngày 9 tháng 5 năm 2011, nhằm ngày mùng 7 tháng 4 năm Tân Mão. Hôm nay chúng ta làm việc kỳ này là kỳ thứ 108, luận về tà kiến. Luận về tà kiến thì cái này thì gọi là nhắc nhở, là rất là đúng vậy, đúng nghĩa là cái từ nhắc nhở tu học từ xa. Tà kiến này thì cả cuộc đời tôi dạy học mấy mươi năm, cho tới bây giờ gọi là mấy mươi năm đấy, tôi cũng nhắc nhở cái tà kiến này cho Phật tử tại gia cũng như tăng ni trẻ xuất gia. Nhưng mà đem lại cái kết quả phải nói rằng rất là ít. Nó có gỡ rối, nó có phủ dũ bớt cho một số Phật tử tại gia. Tôi được lắng nghe và phần Phật tử tại gia thì thông báo cho tôi biết rằng là cái điều mà tôi chỉ rõ cái nào là chánh kiến, cái nào là tà kiến, thì bên cái thành phần Phật tử tại gia tôi được thông báo cho biết rằng là cái số mà thành phần Phật tử tại gia đó là có loại bỏ được nhiều. Có nhiều người nghe rồi tánh ngộ, cái người ta loại bỏ hẳn hoài và dứt khoát. Cái đó trong nước cũng có, mà ngoài nước cũng có. Tương đối là thành phần này là Phật tử tại gia là có nghe rồi có nhận thức được chánh tà và sửa đổi, có được cái số đông hơn. Còn cái thành phần Phật tử xuất gia đó, về xuất gia thì nó đâu có nhiều như Phật tử tại gia. Cho nên là những năm là dạy cho các nơi, các cái trường Phật học đó, thì nói đúng ra cái phần tôi ấy, thì nó cũng là một thầy, một giáo sư ở trong các giáo sư, trong cái ngành giáo dục của mình thì là mấy mươi giáo sư trong một cái trường Phật học. Do vậy mà một cái nguồn tư tưởng của tôi nhắc nhở nó cùng với thí dụ như là 20 cái nguồn tư tưởng khác, mà các vị ta mới nhắc nhở cái kiểu tôi, mà người ta dạy kinh, dạy điển, dạy làm tu sĩ nó gần như nó giống nhau, có một cách thôi, tức là cách thông thường là học kinh thì học kinh, học luật thì học luật, học luận thì học luận, nhưng mà kinh lục luận là mình phải học, mà xưa nói sao mình nói vậy, mà cái xưa đó thì nó có nhiều thứ xưa. Xưa về xưa hồi kỳ Đức Phật, thời kỳ mà Đức Phật còn tại thế thì nó cũng là một cái xưa. Rồi cái
cách xưa, cách 500 năm sau thì cũng là một cách xưa khác. Rồi cách 1000 năm lại nó cũng có một cách xưa khác nữa. Rồi cách đây chừng 200-300 năm gần đây cũng gọi là người xưa. Thế thì trong cái giai đoạn lâu dài đó, cái này tôi đã từng nói rồi, trên cái bước đường tu hành nhận thức giáo lý nó không thể nào bằng nhau được, cũng không thể nào giống nhau được. Do vậy mà có những cái viết, những cái sáng tác trình bày cái nhận thức của cái vị tu hành đó, có những cái mà nó lệch lạc gần như là nếu mà nói về cái trọng tâm là coi như là lệch lạc hoàn toàn, còn nói về ngôn từ và hình thức thì có thể lệch lạc 70-80%, gần như nó không còn dính dáng tới cái đạo Phật. Nhưng mà khổ nổi là người ta cũng nhìn nhận cái đường lối tu hành của người ta cũng nhìn nhận là thật, có tin Phật, là người ta tôn thờ, thậm chí là có tượng Phật, có hình Phật đàng hoàng, ta lập chùa rồi, vì nó có cái dáng vẻ bề ngoài về hình thức thì đạo Phật, thì làm sao mà nói người ta không phải đạo Phật được. Nhưng mà thật sự cái cách tu hành đó, nó lệch lạc với cái đạo Phật nguyên thủy mà cái xưa và cái xưa hồi Phật còn tại thế đó, thì nó lệch lạc là gần như là hơn 90%. Cái điều đó có thiệt, nhưng mà cũng không ai nói, và gần như cũng không ai muốn nói để làm gì. Thì mình làm sao được, tu làm sao được, thôi mà mình yên cái phận mình thôi. Chưa kể là nếu mà mình nói lệch lạc vậy đó thì mình kéo được nhiều người theo mình. Bởi vì nếu mà đi con đường đúng của đạo Phật mà cái đạo Phật sĩ thiệt á, thì thiệt ra là không có bao nhiêu người làm nổi cái đạo Phật sĩ thiệt. Là như các cái nước là về mặt hình thức á, thì như Campuchia, như Lào, như Thái Lan rồi đó, hình thức khất sĩ thiệt là còn nhiều gần đây, chứ bây giờ thì cũng giảm bớt nhiều rồi. Nhưng mà hình thức thì nó còn như vậy, nhưng mà cái cách mà nghi lễ thờ phượng cúng kính tụng niệm rồi đó, nó cũng không còn cái nguyên thủy giống như cái thời kỳ mà kinh điển chép thời kỳ Đức Phật còn. Do vậy mà phải nói rằng là nó lộn lạo những cái tư tưởng, nó lệch lạc với cái tư tưởng truyền thống của đạo Phật. Do vậy mà nó thành ra có cái số tà kiến. Tà kiến là gì? Tà kiến không phải là cái gì xấu xí ghê gớm lắm đâu. Tà kiến là nó là cái mặt trái của chánh kiến. Chánh kiến là cái nhận thức, cái hiểu biết, cái thấy đúng đắn. Đúng đắn đây là đúng đắn theo cái đường lối, cái lời kinh ý Phật, thì mình gọi là chánh kiến. Còn cái mà hiểu lệch lạc theo cái lời kinh ý Phật thì gọi là tà kiến. Để nó vậy. Do vậy cho nên là tà kiến, chánh kiến thì chỉ cho rõ và nói cho kỹ thì gần như người ta không có thấy cái cách biệt nhiều, trừ ra là mình nhận xét kỹ càng về thâm nghĩa, mật nghĩa, quyền nghĩa của kinh đó,
thì mình mới thấy cái chánh nó khác với cái tà xa lắm. Còn nếu mà mình không có đi sâu vào cái quyền nghĩa, cái mật nghĩa, cái thâm nghĩa, ý tứ của kinh thì tà với chánh nó lẫn lộn nhau rất là dễ dàng, mà không dễ gì, thì cũng như không có mấy người mà gạn lọc ra, gạn lọc ra cho nó rõ rệt. Cho nên cái này thì tôi giảng nhiều từ trước tới nay đó, tôi vẫn nhắc nhở dữ lắm đó, nhưng mà coi như là cái điều chỉnh lại cái việc làm từ tà qua chánh thì không được bao nhiêu. Tôi chỉ được thông tin có số Phật tử, nhà mà có số Phật tử rồi tôi cũng còn ngại đó. Cũng còn ngại là những cái phần đại cương nào đó người ta thành tựu được có, nhưng mà còn cái phần mà sâu sắc vi tế tôi cũng vẫn còn chờ xem nữa cơ. Cho nên tôi biết rằng là cái việc nói cũng như việc làm, cái việc nhận thức của tôi đó, tôi cũng dè dặt dữ lắm. Nghe thì các Phật tử báo cáo rằng ta có cái chuyển biến cái nhận thức của người ta, ta nhận thức được là những cái nét chánh, những cái nét tà, mà còn cái phần mà thật thâm thúy sâu sắc ở bên trong trong lòng của người ta đó, thì cái đó mình cũng chưa bảo đảm được. Do vậy mà tôi cứ nhắc hoài, nhắc hoài, nhắc mãi, thì coi như là vai trò, như là bổn phận, như là trách nhiệm, như là nghề nghiệp ha. Thì tôi nói vậy đó. Tôi mong rằng là Phật tử cũng như tăng ni trẻ để ý nghe rồi suy nghĩ rồi thấy cần thiết thì điều chỉnh để bỏ tà qua chánh. Thì cái đó là cái lý tưởng, cái niềm tin mà tôi đặt vào đó, tôi mong mỏi. Còn nếu thấy khó nghe, thấy không cần sửa thì cũng không có sao. Trên đời này có gọi là chánh thì là phải còn có cái tà. Mà lúc nào có cái gọi là tà đó thì là nó cũng nằm ở trong cái chánh nào đó. Chứ không khi nào mà chánh mà không có tà. Cũng như không khi nào là tà mà không có chánh. Do vậy cho nên là nó tùy theo cái nhận thức, cái chủng tánh, cái căn cơ của mình. Cho nên những điều tôi nói tôi biết là nó có khó nghe đấy. Khó nghe là tại vì mỗi người, mỗi mặt mỗi người, riêng mỗi ý. Cái bạn tham giao, cái bạn tương tri sống trong thế tục kia, thân cận nhau còn khó kiếm, tôi gọi là tri âm tri kỷ còn khó kiếm, huống nữa là con đường giải thoát giác ngộ thì nó lại càng khó kiếm hơn. Hôm nay luận về tà kiến, cái đề này cũng dễ thôi, nói gì quá rồi. Tôi thấy rằng là tôi viết cái phần trực chỉ đề cương của cái bài luận về tà kiến này khá rõ. Giờ tôi đọc thử cái trực chỉ đề cương trước. Tất cả các thứ cúng, bất luận cúng bằng gì, bằng cách gì, kiểu gì, cúng cho ai để theo sau đó cầu xin sự giúp đỡ, phù hộ, hành động đó đạo Phật gọi là người tà kiến. Đây cái là khó dữ rồi.
Nói cái này là nó đụng chạm đến cái tâm tư, cái tình cảm của tuyệt đại đa số người có tôn giáo. Nói riêng là Phật giáo. Rất, rất đụng chạm. Bởi vì người ta vào đạo Phật thì người ta đặt cái niềm tin của người ta cao hơn là cái người thường, hơn là cái người thường, cái người phàm trần tục. Nhưng mà cái người thường người ta gọi là người ta tu cái đạo ông bà thôi, mà ta còn cúng kia mà. Ta tu cái đạo ông bà thôi mà ta gọi là người con hiếu, là phải cha mẹ còn sánh tiền thì sự tử là sự sanh, là sự sanh. Như sự tồn. Còn cha mẹ ông bà mà qua đời khuất bóng rồi đó thì kêu sự tử. Sự tử như sự sanh, sự dông như sự tồn, hiếu chi chí giả. Theo cái đạo Khổng Tử, cái đạo Nho, ta định nghĩa cái người con hiếu là thờ ông bà cha mẹ, người là tổ tiên, thờ cái lúc chết cũng như là lúc sống vậy. Thời cái lúc vắng mặt, cái lúc mất cũng như là lúc hiện còn vậy. Đó là cái người con thảo. Đó là cái người để đánh giá, để nhận thức, để gọi là cái người con thảo, là nó phải có điều kiện vậy đó. Sự tử như sự sanh, sự dâu như sự tồn, hiếu chi chí giả. Thời cái lúc mà ông bà cha mẹ chết mất rồi, giống như là y như lúc cha mẹ còn sống. Lúc không có mặt cũng như lúc có mặt. Đó là cái điểm đến tột đỉnh cao của người con hiếu. Thế thì người ta ở tại gia mà người ta còn đặt cái vấn đề hiếu thảo là vậy. Trọng kính ông bà cha mẹ sống cũng như là chết là vậy. Nhưng mà bây giờ người ta đi vào đạo Phật, người ta nghĩ rằng là người ta phải nâng cao cái trình độ là hiếu thảo hơn, tôn trọng hiền thánh hơn, thậm chí là vượt lên hiền thánh, người ta gọi là tôn trọng trời và Phật hơn, thì cái sự cúng bái lễ lại cầu nguyện gian sinh rồi người ta phải nâng cao lên. Nâng cao cái lòng tin tưởng, gian sinh cầu nguyện lễ lại, trong đó là lễ lại và cúng bái. Nhưng mà ở đây là như cái câu mà tôi vừa nhắc đó. Tất cả những cái sự cúng, thờ cúng ha. Tất cả những cái bất luận là cúng bằng gì, bằng gì nghĩa là bằng cái vật thực gì, bằng quà cáp gì, và cúng bằng cách gì, kiểu gì, cúng cho ai, để sau đó rồi cầu xin sự giúp đỡ, phù hộ, hành động đó đạo Phật gọi là tà kiến. Thế thì đâu có bao nhiêu người ta chịu đâu. Tôi dứt cái câu này ra là tôi đã dự trù cái đó hết rồi, chứ không phải tôi dứt lầm lẫn đâu, không có lầm lẫn. Tại vì cái nhìn của đạo Phật là vậy đó. Đạo Phật là không có dùng lễ vật, bất cứ lễ vật bằng cái gì, cũng như là cúng lễ vật để mà cúng là cúng dường đó, là cúng dưỡng đó. Lễ vật để mà cung cấp và dưỡng nuôi cho ai đó, Đạo Phật cũng không cần làm cái đó. Rồi còn lễ bái, lễ bái để mà tỏ tấm lòng khuất phục trọng kính của mình, Đạo Phật cũng không cần cái đó. Rồi tỏ lòng khuất phục thấp thỏi của mình để cầu nguyện, để van xin lại lục để cầu nguyện, để van xin, Đạo Phật cũng không cần cái đó. Do vậy cho nên là cái câu mà tôi biết là tôi nhắc nhở đó,
tất cả những cúng bái lễ lộc cầu cúng giáng sinh, để rồi sau đó nghĩa là mình giáng sinh, mình mong muốn cái gì đó đều là gọi là tà kiến hết. Tà kiến có nghĩa là không tính kiến, nghĩa là nó không có chân lý, nó không trúng chân lý. Mà cái đó đó thì nó là công queo, nó là dạy dò, nó là phi chân lý. Đã để là chữ tà kiến là vậy đó, chứ không phải là cái gì ghi gớm lắm đâu. Nó không có chân lý. Nhưng mà trong khi đó thì sự thật là tuyệt đối, tuyệt đại đa số những cái người tự nhận mình là đệ tử Phật thì đều dướng ở trong cái đó, dướng ở trong cái việc mà cúng kính lễ bái cầu nguyện nhân sinh, là cái điều đó là cái lý tất nhiên từ cái cơ sở của một con người đạo nho bước lên đạo Phật mà còn dướng vào cái đó, đó là lẽ đương nhiên, không có gì đáng trách móc. Nhưng mà không có gì đáng trách móc đó là tại vì để nói lên là cái lý đương nhiên, mình không có gặp được thể hữu tri thức, mình không có gặp được minh sư. Chứ nếu như mà cái ngày mà mình bỏ, mình ly khai những cái hiểu biết bình thường trong việc lễ bái cúng kính ở thế gian, mà mình đi vào mình quy với Tam Bảo đó, mà mình gặp được minh sư đó, thì người ta nói ngay cái câu đầu rồi: quy Phật vĩnh bất quy thiên thần quỷ vật, quy Pháp vĩnh bất quy ngoại đạo tà giáo, tà giáo trong đó có tà kiến, quy Tăng vĩnh bất quy tổng hữu ác đảng. Thế thì nếu mà mình gặp minh sư đó là ngay cái bữa đầu tiên mà mình quy, mình làm lễ trước cái chánh điện Phật. Thiệt ra chánh điện Phật thì mình nói chánh điện Phật vậy thôi, chứ còn mình quy y mà trước cái chánh điện nó cũng không gọi là có Phật đâu nhé. Bởi vì đó cũng là một hình thức lễ bái cúng kiến giang sinh cầu nguyện đấy. Tuy nhiên là cái chuyện làm đó nó đã ăn nhập vào trong cái tâm khảm của nhiều người Phật tử trong nước, ngoài nước, nước Việt Nam cũng như nhiều nước khác có đạo Phật. Ta đã tôn thờ Phật ở trong một cái ngôi chánh điện, người ta trang trí lung linh đèn nến, người ta có hương hoa trà quả, thì thôi thì mình quen cái đó rồi, giờ mình cứ coi đó như là cái chỗ đó là cái chỗ tôn thờ Phật đi. Mà tôn thờ Phật đó thì là pháp là kinh điển, tăng là những vị minh sư mà ta truyền cái lời dạy của Phật, của kinh cho mình. Mà nếu mà gặp minh sư thì người ta nói ngay ba cái câu đó, ta dặn dò ngay ba câu đó. Ngày hôm nay chí quy có nghĩa là quay về, có nghĩa là nương tựa. Ngày hôm nay con quay về nương tựa với Phật, con nguyện rằng trước Phật con hứa con không quy y, không nương tựa với trời. Chứ trời này tôi nói hồi đó giờ là từ cái ngày mà băng giảng đó tôi có ha, Phật tử gần xa mà có được nghe được chữ trời này tôi nói nhiều lắm rồi. Không có cái ông trời thiệt, không có ông thần thiệt, không có ông thánh thiệt, ông hiền thiệt nào khác con người hết trơn á. Cho nên trời thần quỷ vật á không có quy y nữa, quy với Phật thôi. Quay về nương tựa với chánh pháp của Đức Phật, quay về nương tựa với Phật là cái người giác ngộ mà đã nói ra, dùng cái khả năng giác tha mà nói ra kinh điển để lại cho chúng con học đây. Thế thì là con quay về nương tựa với Phật. Mà nếu mà gặp minh sư thì giải thích ra là Phật ở trong đó, nó có Phật là kêu bằng thế gian trụ trì Tam Bảo, thì Phật qua cái chùa chiền thờ phượng tự cốt gọi là thế gian trụ trì Tam Bảo, chứ Phật đó không phải Phật thiệt. Mà Phật thiệt đó là tự quy Phật, tự quy Pháp, tự quy Tăng mới là quy Phật Pháp Tăng thiệt, mới là sâu sắc, tu mới là tốt. Chứ mình dòm trên cái bàn Phật, mình
nhìn các cái tượng Phật mà mình quy y đó thì mình quy cái đó là chưa đúng minh sư đâu. Mà nếu minh sư có làm những cái lễ đó chẳng qua là cái bước đầu, mà minh sư còn có dạy khác, dạy khác, dạy thâm thúy hơn, sâu sắc hơn trên đường tu hành, chứ không phải là quy Phật là nương tựa với cái tượng gỗ hay là tượng đá hay là tượng đồng hay là tượng xi măng, không phải vậy. Cho nên là cái vấn đề là mình có gặp được minh sư hay không. Nếu gặp được minh sư thì mình bỏ những cái thói quen mà mình cúng dưỡng để lấy cái đó làm cái quà, để làm được cái điều kiện để mình xin xỏ lại lục của bất cứ ông gì. Cái đó gặp minh sư là người ta nói một lần là có thể mình nghe được rồi. Còn mà nếu thật sự minh sư á, mà người ta nói như vậy mà mình không nghe, đó là người ta không kể mình là Phật tử nữa đâu đó nha. Bởi vì minh sư đã nói rồi, không được quy trời. Trời nào ở đâu đó không có, trời là trung tâm mình á. Trời là giống như Nguyễn Thiện Sư làm bài thơ đó. Bữa đó đốt khói bình minh á, đốt khói ở vườn tược chơi vậy đó. Rồi khói nó lên nhiều quá, rồi có bài thơ rằng là trong khói bình minh ngỡ sập trời. Khói mây mây khói giống in nhau, mây cao khói thấp trời vô xứ. Cái chữ vô xứ là quan trọng, mây thì ở trên cao, khói ở dưới thấp, nhưng mà hai cái nó nhìn giống như nhau, nó cuộn nó tan, nó sanh diệt sanh, nó tan biến trong nhất thời. Nhưng mà mây thì ở trên cao, khói thấp, trời thì vô xứ. Trời không có chỗ, không có chỉ trời đâu được hết trơn. Thập thiện nơi nào là chỗ ấy trời. Thập thiện ở đâu? Ai, chỗ nào có người tu thập thiện, chỗ nào có người hành thập thiện, tu sửa thân khẩu ý của mình là chỗ đó, người đó là trời, và trời ở cái vùng đất đó. Nếu cái vùng đất đó nhiều người trong xã hội mà tu thập thiện thì cái vùng đất đó là vùng đất trời đó. Theo Đạo Phật là học vậy đó, minh sư người ta dạy vậy đó. Cho nên là thiên thần quỷ, quỷ là mình gọi là quỷ, các thứ quỷ, ma, các thứ ma đó Đạo Phật không có. Không bao giờ mà Đạo Phật mà khuyên mọi người mà sợ các cái thứ quỷ và sợ các cái thứ ma, không có sợ. Ai mà đi quy Đạo Phật rồi mà không tu, không luyện, không tập cho mình đừng sợ quỷ, đừng sợ ma đó, là dầu là người đó gọi là đệ tử Phật chứ còn chưa phải đệ tử Phật thiệt là vậy. Cho nên là đệ tử Phật thiệt đó là không bao giờ cúng quỷ, không bao giờ cúng ma, không bao giờ cúng thánh, không bao giờ cúng thần, kể cả cúng trời cũng không cúng, cúng Phật cũng không cúng luôn. Phật Thích Ca thì hồi còn mà đi khất thực hồi xưa đó thì cúng thì được, nhưng mà bây giờ mình thờ Phật đó là mình thờ Phật pháp thân Phật. Phật vẫn còn nhưng mà còn bằng pháp thân Phật, còn cái ứng thân Phật với cái báo thân Phật đó, tức là cái thân ngũ quẩn của Phật Thích Ca hồi xưa đó, ngũ quẩn thất đại của Phật mà mỗi ngày đi khất thực ăn đó, lúc đó thì cúng Phật được. Còn bây giờ mà đem các cái thứ đồ ngon, đồ quý, đồ đắt tiền gì đó để đem cúng Phật đó, thì coi như cái đó Phật không cần thiết, mình không phải làm cái đó. Bây giờ nếu có cúng Phật qua cái hình thức cúng tăng hoặc là cúng chúng sinh, thí dụ như mình làm từ thiện cho xã hội đó, mình giúp đỡ cho những cái cơn là khổ sở nguy biến, là thiên tai địch họa của những cái người còn sống mà hiện tiền mà bị đau khổ đó, mà mình giúp đỡ cho người ta được đó, cho ta qua cơn nguy hiểm
đau khổ cùng cực của thiên tai của địch quả đó mà mình giúp được đó, thì cái đó là gọi là cúng Phật, cái đó thì được. Bởi vì tất cả chúng sinh mỗi người đều có khả năng làm Phật, mỗi người là Phật tương lai. Chứ còn mà mình mua đồ trái cây đồ bông hoa đồ thiên đất tiền mà cúng Phật ở trên bàn đó, để lại rồi cầu nguyện dân sinh đó, cái đó không phải cúng Phật đó. Tà kiến chánh kiến là nó làm nhau có chút xíu vậy đó. Gặp minh sư thì minh sư người ta nói cái đó cho mình nghe, còn mình rủi ro không gặp minh sư thì người ta biểu đem đồ thiệt ngon, mua bông hoa thiệt tốt, mỗi ngày cái chân hoa mới. Tôi nghe có những cái chùa vậy đó mà có Phật tử mỗi ngày là mỗi thay phiên nhau mà chân hoa mới đó. Mà mỗi bình hoa vậy đó là có thể là 5-30 ngàn, 70 ngàn, những cái tay đại gia cúng một bình bông vậy đó là 70-80 ngàn Việt Nam giờ đó. Mà tranh cạnh tranh nhau, luân phiên nhau để mà mỗi ngày mỗi người vậy đó cúng cái đó là phí lãng lắm, gặp Phật là ông này chết à. Cái tiền đó để gom lại cúng những vị Phật tương lai mà đang bị đau khổ ở trong cái thân ngũ uẩn tứ đại của con người sẽ thành Phật đây, ta đang bị đau khổ đây nè, cũng cái đó đó là cúng Phật đó, cúng Phật tương lai, cúng cái đó khỏi lại gì hết, khỏi nút nhang. Mà Phật tương lai có khỏi dụng thiệt, có an lạc, có đỡ khổ thiệt. Rồi mình đem quà cáp lễ mễ rồi gọi là hương hoa trà quả thứ quý mà cúng Phật ở trên bàn đó, lễ lại chí thành tha thiết rồi cầu xin đó, cái đó tà kiến đó. Cái đó khó nghe nhưng mà ai bằng lòng nghe, nghe không nghe thôi không sao, chứ cái đó khó nghe đó. Khó nghe là vậy đó chứ không có gì khó. Nghe là nghiệm là thấy nó rõ vậy đó, là đúng, nhưng mà không nghiệm là không thấy nó đúng. Không nghiệm là nghe qua là thấy nó trái cái ý ta. Cái ông đó nói trái ý ta, nghe là phát ghét. Bởi vì không hợp ý ta. Ta là cái người cầu nguyện gian sinh đại lục để cầu nguyện làm ăn khá giả, làm được mạnh giỏi, bình an, sức khỏe với cái. Mà ông nói như vậy có nghĩa là ta cầu cúng lại lục dân sinh không được hay sao? Trái ta rồi, ta không cần nghe cái ông này. Nếu vậy là vậy đó. Người tu theo đạo Phật muốn giác ngộ giải thoát không thể nhờ sự giúp đỡ, sự ban cho của tha nhân, bất luận tha nhân đó là thân nhân đó là trời hay là thần hay là thánh hay là quỷ hay là ma, kể cả Đức Phật Thích Ca, mà trông chờ nương cậy lại lòng gian sinh đều không được hết. Cái này tôi nói nhiều lắm rồi. Cha là nhà bác học không thể cho cái đầu óc bác học của mình cho những đứa con không học hành, lười biếng, nhậu nhẹt, chơi bời, thì cái đầu bác học của cha đó cũng không thể nào cho được. Cha mẹ làm việc bằng ngày mà từ tối nghỉ ngơi, ngủ nghỉ cho nó khỏe. Cái đứa con mà con Hưng phá tán đó, nó đi nhảy đầm, nó đi ca hát, ô karaoke, nó đi chơi đủ thứ chơi, nó nhậu nhẹt, nó say sưa rồi thì tự nó hủy diệt thân thể nó, rồi nó mòn mỏi rồi nó chết. Chứ còn là cái ăn ngon của cha của mẹ không đem cho cái thằng con là thằng con cái bằng con gì là con trời đánh, con trời đánh, con mà dạy nó nghe đó, không thấy cho được. Nói cách khác là ai ăn thì mới no, ai ngủ thì mới khỏe. Cha ăn thì cha nó, cha ngủ thì cha khỏe. Mẹ cũng vậy, dù mẹ thương con cách nào đi nữa cũng mẹ ăn là mẹ no, mẹ ngủ là mẹ khỏe. Mà những đứa con trời đánh như vậy đó thì không cách nào cho nó được hết. Đó là cái mà ai cũng biết đó. Thế thì là qua đạo Phật cũng vậy thôi. Ai tu rồi sửa thân, sửa miệng, sửa ý ha, điều chỉnh ba nghiệp rồi
đi theo con đường thánh thiện thì người đó lần lần có giải thoát, có giác ngộ, có sung sướng, có an lạc, có bồ đề, có niết bàn. Chứ còn lại Phật để mà mong chờ là Phật cho và cúng kính bằng cái gì đó không bao giờ là Phật giúp đỡ được. Cái đó dễ hiểu hết sức vậy đó, mà cũng có người không hiểu đó nha. Có người không bằng lòng nghe và cũng không bằng lòng để hiểu. Đức Phật dạy cho mọi người tu, truyền đạt cho mọi người phương pháp để thành Phật. Đấy, Phật dạy cho mình tu, cho mình sửa thân, sửa miệng, sửa ý tai nghiệp của mình, chỉ cho mình phương pháp để thành Phật. Đó là cuộc đời của Đức Phật đó. Điều đó đúng vậy. Ai nghe Phật dạy tu hành sửa đổi thân miệng ý tam nghiệp thanh tịnh thì ai cũng thành Phật, địa vị giải thoát giác ngộ ngang nhau. Do vậy mà Phật nói rằng là tất cả chúng sanh đều có khả năng thành Phật, đều sẽ thành Phật là vậy đó. Phật chẳng qua là Phật đã thành, còn chúng sanh nếu mà tu tập tam nghiệp thanh tịnh thì cũng sẽ thành Phật ngang như chư Phật đã thành. Cái đó là cái điểm nói trước sau như một, nói vậy đó. Cái khó của người tu theo đạo Phật là tìm minh sư đã khó, tránh tà sư cũng chẳng dễ dàng. Tìm minh sư thì đã có rồi, mà tránh tà sư thì nói, thành thật mà nói nhiều lắm đó nha. Tà sư nhiều lắm mà nói nó đụng chạm mình không dám chỉ. Chứ nhiều cách tu nhìn bằng cái nhãn quan, bằng cái tuệ nhãn của đạo Phật mình nhìn nó thấy nó đào nhói cả tâm can, nó ưu tư. Mà thậm chí nếu mà mình không khéo, mình không biết tu, mình bị tầng sa quật, mình thấy mình khinh bỉ, mình ghét, mình giận, mình nói rằng là làm như vậy là quen ố đạo Phật, làm như vậy là bôi nhọ giáo lý đạo Phật thì kia. Cái mình giận, mình biết là mình bị tầng sa quật đó. Cho nên khó lắm, khó là cái chỗ vậy đó, chứ không phải là khó cái gì kia cũng không có. Nói cái mà người ta làm cái kiểu mà tà kiến, tà sư dạy tà kiến là mà mình buồn đó là mình lỗ rồi đó, mình bị tật sao hoặc rồi đó. Cho nên tránh tà sư cũng chẳng phải là dễ dàng gì hết. Chưa gặp minh sư chỉ bảo thì lấy trí thức đâu để làm tiêu chuẩn để mà đánh giá tà sư, đẩy vấn đề ở chỗ đó. Cha mẹ sinh ra cho đi học hành ở ngoài trường học á, mà học trường học từ lớp 1 cho tới lớp 12, từ lớp 12 cho tới bao nhiêu năm đại học á, thì học là toàn là học để mà trao dồi cái trí thức của thế gian để làm cái cần câu để câu cơm thôi. Chứ đâu có trong trường ta đâu có nói nhiều về cái đạo đức đâu. Có nói chăng là tới cái mức luân lý của con người ở đời vậy thôi à. Dạy có luân lý là đã giỏi rồi đó. Có khi ta dạy chữ dạy nghĩa mà ta không dạy luân lý đạo đức. Có những vị thầy mà vừa dạy chữ dạy nghĩa mà dạy tới luân lý là đã là thầy giỏi rồi. Còn đạo đức thì không có đề cập tới. Quả quần là đọc trong sách vở tự tìm thôi. Mà tìm được như vậy thì mình đâu có cái kiến thức về tà sư được bao nhiêu. Mà tà sư mà không biết thì làm sao mà lấy cái tiêu chuẩn nào để định nghĩa minh sư cái tiền. Đấy, vấn đề chỗ đó rất rối đấy chứ. Do vậy mà theo trong đạo Phật đó, là nó có cái từ chủng tử đó. Tôi nghiên cứu tôi thấy cái từ chủng tử nó có một cái giá trị rất là cần để ý đó. Chủng tử tức là cái hộp dốc. Cái chữ chủng tử đó là cái nghĩa đen của nó là hộp dốc.
Mà đời nay người ta cứ dùng cái từ học vấn nó hay đấy nha. Thí dụ như tôi là cái người là thể thao mà tôi giỏi về quấn quần vợt, tôi đã đi trên thế giới tôi đánh tôi có được 2-3 cái cúp về quần vợt, thì người ta gọi những người mà có 2-3 cái cúp rồi đó, ta gọi là rồi bây giờ mà cấp độ đánh với người khác đó, thì cái người mà có 2-3 cái cúp là ta gọi là học dốc. Còn cái người mà chưa có được cái cúp nào trên thế giới đó thì đó là người ta thể thao thường thôi. Vậy mà cái tay thể thao thường đó là họ siêu, họ có cái tài năng ưu việt, họ đánh cái trận đó, họ ăn cái người mà có đã có cúp vàng rồi, cúp bạc rồi, thành họ thắng cái hộp giống, cái từ hộp giống đó. Tôi nghe cái từ đó tôi mới nhớ anh Tùng Đạo Phật. Cái người có cái chủng tử, có hộp giống đó, thì có được cái lợi ích là người ta nghe những cái quan đường, những cái ảo tưởng, những cái mê tín dị đoan đó, người ta tự nhiên người ta không nghe, ta không thích. Nghĩa là có thể từ hồi nhỏ ta nghe những cái thuộc về mê tín dị đoan, quan đường ảo tưởng, người ta không thích, không thích cho tới nghĩa là 20-30-40 tuổi, tình cờ bỗng nhiên có nào đó ta gặp những cái người mà nói chánh pháp, ta nói chân lý, thì lúc bây giờ người ta mới nghe. Những vị chánh, những vị minh sư nào nói chánh đúng chánh pháp của Phật, nói đúng Phật pháp, có cơ sở đàng hoàng của chánh pháp thì người ta mới nghe, còn bằng không người ta không nghe. Chấp nhận ngay từ nhỏ cho tới mấy 10 tuổi không thèm nghe bất cứ là ông thầy nào, và cũng không đi chùa luôn. Vậy mà tới cái lúc mà gặp minh sư nói mà nghe rồi đã, bắt đầu từ đó mới đi chùa và tinh tấn siêng năng dữ lắm. Thế thì cái đó trong đạo Phật gọi là cái người đó có cái chủng tử đại thừa. Cái chủng tử là không có tà kiến. Cho nên những cái thứ mà nói lặt vặt dạy tu kiểu này kiểu kia mà ta nghe không có chân lý, là ta không nghe, không dứt khoát không nghe. Cho nên cái chữ chủng tử của cái ngành đá banh, cái ngành thể thao mà ta cũng dịch cái từ đó từ trong đạo Phật. Những cái nước nào mà có cái đội banh nào mà được dịch cúp trước rồi, nó vô là không có cái đá vòng loại nha, bắt đầu từ đâu đó là được vô đó. Quần vợt cũng vậy, nó quấn vòng loại là cái kiểu đó là kiểu mới bắt đầu, còn cái người đó là ta đánh ngang tới cỡ nào đó chứ ta không có đánh kiểu bằng vòng loại. Thành ra nó có đỡ, nó có đi tắt được cái luật lệ gì đó, thì thể thao thì tôi không có rành lắm, không có rành, cho nên là nhớ vậy thôi. Nhớ cái chữ hộp giống là chữ chủng tử của đạo Phật, giống là người có đã đoạt cấp rồi, chứng tỏ là cái người đó đã thành thạo, có một số căn bản nghề nghiệp thành tựu giỏi rồi, gọi là cái tay đó là học giống. Thành ra chủng tử của trong đạo Phật hay lắm. Tôi có nghe những người như vậy, Phật tử như vậy gần xa có, không thèm đi chùa, không ngán ông thần ông thánh nào hết. Người ta tưởng đâu là cái người này ngang đầu cứng cổ, là người không có đạo đức, nhưng mà tới chừng sự thật là không phải vậy. Người ta gặp minh sư rồi là người ta nghe, ta học rồi ta tin, ta đi trên con đường đạo nhanh lẹ, người ta có giải thoát giác ngộ rất là gần gũi trong cuộc sống của người ta. Ta vui mừng vô cùng, ta sung sướng vô cùng, kể từ đó ta có giải thoát giác ngộ, vượt bực cứ đi lên rất nhẹ nhàng, tại vì ta có hộp giống sâu đậm rồi, ta trồng sâu hộp giống đại thừa rồi. Còn mấy người mà nghe đâu tin đó, nghe đâu lại đó, nghe đâu cúng đó,
cái đó coi chừng khó khó tu theo đại thừa lắm đó, khó tu theo đạo Phật lắm đó. Thứ nhất là mấy người gặp quỷ cúng quỷ, gặp thần cúng thần, gặp ma cúng ma, rồi nghe nghe nói là tạo tượng Phật lớn là cúng nhiều hơn nữa, tượng Phật nhỏ thì cúng ít, mà tạo cái tượng mà 100 thước trở lên là cúng dữ tận, cúng cả 100 tỷ ngàn tỷ á, dám làm vậy đó. Thì cái đó coi vậy mà khó tu lắm á, bởi vì cái áo mà áo trắng mà đem mình nhuộm màu chàm rồi sau đó là nhuộm lại cái màu khác không được, đã nhuộm cái màu chàm rồi nó đậm quá rồi, nó xanh mà xanh đen rồi, xanh xám xanh đen rồi, thì muốn nhuộm cái màu vàng hay là cái màu đỏ hồng hay màu hồng gì đó nhuộm cũng được. Cho nên là lỡ mà cái có học giống tà kiến rồi đó là đi tu đạo Phật, đạo Phật thiệt á, đạo Phật mà truyền thống á, chân chính á là khó sửa đó. Thậm chí là không được thiệt chứ không có khó sửa gì đó. Nhuộm cái màu quá rồi, quá đậm rồi thì không còn nhuộm màu gì khác được. Cho nên là có những vị tôi cũng được quen biết là cúng dữ lắm. Chùa nghe nói tới chùa là cúng nhiều, cúng ít, cúng lớn, cúng nhỏ gì cúng. Nhưng mà bảo bỏ cái lại lục, cái gian sinh, cái cầu nguyện là dứt khoát không bỏ. Tôi biết có một số gần gũi tôi đó, nhưng mà mình không có tiện nói nó tên đó, là càng không nên chỉ số nhà gì nó tên đó, chê Phật tử có cái thành phần đó. Cúng nghe nói cúng là mê lắm, cúng nhiều cũng ít tùy theo cái đối tượng cúng đó là cúng để làm gì. Thì lúc nào có nhiều cũng nhiều, có ít cũng ít, và siêng năng tinh tấn lắm, từ việc nhỏ cho tới việc lớn đều là cúng hết, và lại bất cứ ông gì cũng lại, ông địa cũng lại, ông thần tài cũng lại, ông làng ông địa ông làng cũng lại, thổ công thổ trạch thổ công thổ kỳ gì đó cũng lại hết. Bà chú sư bà ủ hành á, ngũ hành mà nó đọc là ủ hành, mấy thằng mà nó học chữ đọc là cò mà nó không học chữ nho đó, chứ ngũ năm của người ta mà ngũ hành ta mà nó đọc là ủ hành đó ha, gặp ủ hành cũng lại, rồi gặp độ thần cũng lại, chứ thổ ở đất à, rồi trong kinh điển gặp là đọc là tịnh độ và tịnh thổ đó, mà họ viết cái đó đông là tịnh độ, rồi nó gặp cái ông thổ thần của ta, nó ông độ thần. Cho nên là không có gặp minh sư rắc rối nhiều thứ lắm. Thành ra cái khó của người tu theo đạo Phật là tìm minh sư đã khó, tấn tà sư cũng chẳng dễ dàng. Chưa gặp minh sư chỉ bảo thì lấy trí thức đâu mà lấy trí thức đâu làm tiêu chuẩn để đánh giá tà sư, khó đó. Do vậy ngàn đời khi mình nhận mình là người đạo Phật thì trọn quyền được cúng lại khấn cầu xin là cái đó, bởi vì không gặp minh sư mà gặp tà sư. Gặp tà sư thì cứ ngàn đời cúng lại khấn nguyện, mà đạo Phật thì là ai ăn đến no, ai ngủ đến khỏe, không ai ăn giùm ai được, không ai ngủ giùm cho ai khỏe được. Cha bác học, còn con không học là con dốt thôi, không có giúp đỡ gì được hết. Đó là cái thứ đối tượng trần sa hoặc, đào nhói tim gan của những khất sĩ có nhãn quan trong sáng trên bước đường phụng sự chánh pháp. Gặp những tà sư mà nó dạy cúng nè, dạy lại nè, dạy khấn nè, dạy cầu nè, dạy xin xỏ nè, đó là những cái đối tượng gọi là trần sa hoặc.
người người có nhãn quan tính pháp là nghe cái đó, thấy cái đó là đau nhói cả tim gan. Tà sư còn dạy cái đó, thấy mình nghe đau nhói cả tim gan. Bây giờ cái bài thơ nó về mình phơi, chẳng qua là tạo cái cớ để nhắc nhở vậy, cái thơ gì không có thơ gì hết á. Luận về tà kiến nè, bài thơ nè. À, cái bài này là sao đâu mà cúng hở con, gọi là tinh tú nay còn mai không, sao băng sao xẹt lăng nhăng, cái trò thành trụ hoại không đấy mà. Đấy, cái bốn câu này thì đây cũng nhắc nhở thôi, chứ tôi đã biết rồi, tôi đã biết cái này cũng sao rồi. Tinh tú trời xanh trên trời nhiều lắm, mà tại sao là cúng có chín ông sao hả? Tinh tú thì đầy trời hết rồi, gọi là tất cả trên trời mình thấy ban đêm lanh li di như cái gì cũng cháy đó, đặc nghẹt vậy đó, mà mình gọi đó là sao. Thì gọi theo văn tự thì gọi là tinh tú, mà tinh tú thì là nó nhiều vậy, tại sao mình cúng có chín cái tinh tú là sao? Mình cúng cái chín cái đó là la hầu chánh thất cái hung tai thổ tú thì diệu tứ bát a thái bạch niên trung ngũ hoặc kỵ thái dương lục thập bát tiền tài dân hấn dị bát nhị bát kỵ khẩu thiệt cái đô tam cửu phóng bi ai dân dân và dân dân đọc chính cái bài kệ đó, nói về xấu tốt của năm tháng ngày giờ cũng sao đấy. La hầu chín tướng quả xa mùng tám chín bắt kéo ra cờ vàng, thổ tu năm vị sửa sang 19 tư hướng đang đàn quỳnh cân. Cái bài của tôi học đó là cái bài đó tôi học hồi 7 tuổi cơ, mà ít có người mà thuộc cái bài đó lắm, nhưng mà tôi có cái bài đó, cho nên là ai hỏi sao cũng hạn gì tôi ngồi tôi nói tức khắc, không bao giờ có nghĩ ngợi, là vì cái đó học hồi 7 tuổi cơ. Cho nên là bao giờ do Phật rồi mình thấy là cái sự cúng sao là tật lấp hết trơn, không có nhận cái gì trơn á. Vậy mà cái ngày này đỡ lắm mà nha, cúng cái này đỡ lắm mà, chùa chiền cúng cái này, cho nên là các thầy biểu bỏ, tao không bỏ là vậy đó. Cúng không có tốn, không có đầy ăn, không có gì trơn á. Mà năm người thì là người hai chục, mà năm người thì 100,000. Mà nếu mà cái tay đại gia mà sập sập thì người 50 thì 5 người là ngủ gì ngủ là 250,000, mà khỏi có cúng khỏi có đây ăn gì hết á. Cho nên cái cúng sao là cái lợi lớn của nhà chùa. Vì vậy mà nói động tới cái này là các thầy họ giận lắm mà, các đi trưởng giận lắm mà. Nhưng mà đại mình nói ra là thật thì mình nói, chứ còn ta thương ghét chỉ nói của ta. Cho nên nhất định cúng sao nè, giải hạn là không có, không có giải được cái gì hết á. Cúng cô hồn rồi đó, cũng có được cái gì hết á. Cô hồn mà nếu mà tôi nói theo cô hồn của Đại Thi Hào Nguyễn Du đó, cô hồn là tức là chỉ cho toàn bộ những người sống đó. Những người sống mà tham vọng vô cùng, âm mưu quỷ quyệt nhiều cách mà làm không thành tựu được, rồi nó sinh ra cái nỗi đau khổ, ưu tư sầu muộn kỳ quặc. Đó là những cái tâm hồn cô đơn mà không ai giải tỏa được dùm, gọi đó là cô hồn đó. Chứ cái chỉ cô hồn đạo Phật thiệt đó, không có sợ cái thứ chết rồi cái bụi hay gì đó. Cái tai nạn xe cộ chết là rồi cũng vậy à, cũng như đi quýnh giặc chết lần cả ngàn thì cũng vậy, không có hồn nào mà còn cô hết trơn á. Cũng như là bên Nhật giờ mới động đất chết hơn 13,000 người, còn hơn 13,000 người mất tích đó, rồi cũng không có hồn nào cô hết á. Cúng cũng được mà không cúng cũng có sao đó. Nhưng mà tại quen rồi thì thân nhân ai thấy cúng, chứ không cúng cũng có sao. Nói vậy là dựa vào đâu? Dựa vào ngũ uẩn giai không, thất đại vô ngã vô chủ. Cho nên là cái chuyện mà tất cả các thứ cúng như nói nãy đều là không phải đạo Phật. Các con tỉnh thức lên đi,
tu lầm tu lẫn còn chi kiếp người, coi chừng mình tu lầm dữ lắm đó nha. Mình giờ nào phải cần mình tính mình tu cho thiệt đó, tu cho được lợi lạc cái gì đó. Nhưng mà nếu mà không gặp minh sư á, gặp tà sư là ta dạy mình tu lầm tu lẫn, thì gọi là tu cả bảy tám chục năm hết kiếp người vậy đó mà không có được cái gì khác hết trơn. Cho nên có những người lớn tuổi rồi đó mà cúng lại gian sinh cầu nguyện, bây giờ tôi biết có những gì mà hơn 80, gần 90 mà không được một chút xíu gì mà an lạc hết. Đối với vấn đề nhà cửa, con cái vẫn cứ rầy rà mắng nhiếc chửi bới, và con cái mà nó có cháu nội cháu ngoại rồi mà vẫn cứ thương ơi là thương, mà con mình nó không muốn cho mình thương cháu nữa, nó muốn để cho mình nhẹ nhàng, mà mình vẫn cứ thương, rồi mình vẫn cứ rầy, rồi mình vẫn cứ mắng nhiếc chửi la. Ôi con cháu nó chán vô cùng vô tận, nhưng mà nó đâu có làm sao hơn được. Mình lấy cái từ của mình, lấy cái quyền của bà nội của bà cố, mà mình rầy mấy đứa cháu nội cháu cố mà nó lớn hết rồi, nó làm sao nó ưa mình nổi. Cái tư tưởng của mình là tư tưởng hồi xưa nó ứng dụng theo cái thời xưa. Bây giờ đời nay học trò nó học giỏi hơn nhiều, nó hiểu biết hơn nhiều, và trong vấn đề yêu đương tình ái vợ chồng đôi lứa của nó cũng khác hơn cái cách mà bảy tám chục năm trước. Bây giờ mình lấy cái đầu cũ kỹ mình đó, mình rầy nó là làm sao nó có được. Còn chuyện nhà cửa thì để cho con cái nó giải quyết, chứ còn mình xía vô mình dạy bảo cái tư tưởng lạc hậu, chưa kể là gọi là lạc hậu đó, nghe như tội lỗi chứ thì thật là có đấy, nó không phù hợp với thời đại. Mà mình thương mình đầy rồi mình kềm kẽm nó, biểu theo kiểu mình tao nó, tao dày nè tụi bay, dày thì nó nghe nó chỉ buồn thôi, đau khổ thôi. Còn đạo Phật thì biểu đừng cúng, đừng lại, đừng giái, đừng gian, đừng sinh gì hết đó, không được. Nhất định cúng lại gian sinh. Vậy thì cái đó khó đó. Cho nên các con tỉnh thức lên đi, tu lầm, tu lãnh còn chi kiếp người, làm kiên đã khó con ơi. Các con gặp Phật là đời hữu duyên, vậy mà gặp Phật mà không nghe nổi kinh điển Phật, không nghe nổi lời Phật ý kinh đó, thì rõ ràng là mình không có hộp giống, mình không có chủng tử Phật, mình chỉ có cái chủng tử tà kiến. Chủng tử tà kiến được đào tạo ở trong cái môi trường của những cái người mà ít học, ít hiểu biết, không có khoa học là gì, cũng không biết triết học là cái chi, rồi nghe hiểu bằng cái cách mà truyền khẩu qua cái những cái tư tưởng quyển hoặc quan đường mê tín dị đoan ấy, thì làm sao mà sống nổi trong cái thế kỷ 21. Con cháu mình bây giờ nó có học hành, nó có khoa học, nó có vi tính, nó thông tin, nó lấy những tin tức là hiểu biết của cả thế giới dễ dàng, mà mình nói những cái cũ kỹ không có khoa học chút nào hết, sao nó chịu được. Mấy cái ông mà làm máy bay tàng hình, làm tàu lặn, làm nguyên tử rồi đó, mấy ông nó cúng lại ông nào bà nào, con là thằng nào đâu, mà ta làm những cái chuyện nghĩa là rung trời chuyển đất vậy đó, không hề có cúng nha. Những cái người mà làm mà chế ra xa hơi, chế ra quả tiễn liên lục địa, chế ra tàu ngầm, chế ra máy bay tàng hình, chế ra là nhà máy điện hạt nhân rồi đó, không hề cúng thằng nào nha. Ta là nhà khoa học mà, ta nghiên cứu bằng cái đầu của ta, ta tư duy bằng trí tuệ để ta phát minh chứ đâu có cúng. Vậy mà nói các vị đó là các vị mà mê tín không biểu hoặc đừng cúng, đừng lại, đừng gian, đừng sinh, không được à. Các con gặp Phật là đời hữu duyên, học tu nên chọn thầy lành. Thầy lành tức là minh sư đó, thầy mà không có gì, không có lợi dưỡng đó. Còn thầy không lành là họ nói làm sao mà
họ moi được tiền, họ xin được tiền, họ quyên được tiền thì là họ bằng lòng rồi. Còn cái mà cái sai, cái tật của mình đó, họ không chỉ. Và thật sự là họ không có cái biết nào khác để họ chỉ nữa. Cho nên học tu nên chọn thầy lành, lánh xa tà kiến, thánh đường Phật môn. Đó. Tà kiến là vậy đó. Tà kiến là xa lìa tất cả những cái khúc, xa lìa tất cả những cái lại lục nhân sinh, xa lìa tất cả những cái cầu nguyện ở nơi một tha nhân, bất cứ tha nhân đó lại. Tránh xa tà kiến, thẳng đường Phật môn, tránh xa các trận mê hồn. Các trận mê hồn là nó dụ mình cúng đó, dụ mình cúng thứ này thứ kia, đủ thứ cúng, đó là mê hồn đó. Tránh xa các trận mê hồn, cúng thần, cúng quỷ, cúng ông, cúng bà. Để nói cái này đau đớn lắm mà nói nãy đó. Cúng ông, cúng bà đó mà người ta học Phật kỹ thì người ta cũng không cúng nữa. Tại sao mà tôi không có ông bà? Là tại vì mấy thầy. Mấy thầy hồi ông bà tôi mà vừa chết là tôi mời mấy thầy tới tụng cầu siêu rồi. Từ gọi là tụng nhập bạch cho tới mấy ngày để chiêu châu nó mới thầy tụng bao nhiêu thời rồi. Rồi bảy thất mấy thầy bắt tụi tôi bỏ tiền ra làm đám cúng nữa. Thất thứ 1, thất thứ 2, tới thất thứ 7. Rồi tới mãn năm mấy thầy cũng tụng nữa. Thậm chí là tôi còn rước thầy mà làm đám về làm chai là xí ghế xô vàng nữa. Rồi giáp năm tôi cũng có làm lần nữa rồi. Rồi bây giờ đây á, là bảo tôi cúng hoài thì còn ông bà tôi ở đâu mà bảo tôi cúng. Còn nếu như mà các thầy nói bảo tôi cúng hoài gọi là để trả hiếu á, thì vậy thì bao nhiêu cái đám cái lễ mà tôi mời mấy thầy tụng đó, rồi mấy thầy lấy tiền của tụi tôi rồi đó, rồi cái hồn của ông bà tôi dở đâu, không siêu hay sao? Đấy, do nghĩ suy cái chỗ đó đó mà cái người đệ tử Phật người ta làm xong nhiệm vụ rồi người ta có thể không cúng ông bà nữa đó. Nhưng mà nói không cúng là nói vậy thôi, chứ còn cúng cũng vẫn được, là tại vì anh em bà con đông quá, cái tập quán lâu đời rồi, thì bây giờ tới cái ngày đó mình gọi là ngày giỗ đó thì mình làm cái đám tiệc rồi mình cũng giả đò cúng. Giá là cúng nhưng mà trong bụng theo đạo Phật thì không có cúng thiệt, cúng chơi, cúng giả đò đốt nhang rồi vậy, cúng giả đò rót rượu sơ tuần nhị tuần tam tuần rồi cũng rồi ai đó muốn lại thì cũng lễ tam bái rồi vậy đó. Nhưng mà cái người học Phật thiệt ta đó, nếu mà vì sợ bà con anh em người ta phê phán đó, là cúng mà cúng chơi. Giá mà cúng chơi, cúng để cho anh em cho bà con người ta không nói mình ha, rồi còn đem xuống ăn chơi. Đấy, cái kiểu vậy đó, cái kiểu của người mình đi sâu vào hoặc là ta vậy đó. Cho nên tránh xa các trận mê hồn, cúng thần, cúng quỷ, cúng ông, cúng bà, dung lòng, hối lộ tà ma. À, nếu mà mình cúng ra, mình suy ra cho cùng y như là mình dùng cái đó mình làm cái quà để mình hối lộ đó. Mà là cái quà như đó để làm điều kiện, để mà hối lộ cái gì đó thì rõ ràng là chưa chắc ăn đâu. Người ta hối lộ giờ nhiều lắm mà ta hối lộ cả $100,000, $100,000. Chứ hối lộ bữa tiệc đám giỗ thì đâu có bao nhiêu, mua trái cây bông hoa rồi đâu có bao nhiêu, mà hối lộ thành thách thì cầu đòi chuyện lớn quá đâu có được. Hối lộ $100,000, $100,000 gì đó. Nhưng mà nói vậy chứ là cái hối lộ cũng không có được. Lo vậy ít bữa rồi cái ông mà nhận hối lộ đó người ta bị tù, bị tội, rốt cuộc rồi cũng không ra gì hết. Người lo cũng mất không được gì, mà người nhận hối lộ cũng không được gì. Cho nên cái vụ mà cúng bái để coi như là cái lễ lo lót để hối lộ thì không nên làm cái đó.
dùng lòng hối lộ tà ma ha, tối mình đạo Phật lạc rồi con ơi. Mua lễ mễ cầu cúng này kia lại lục danh sinh địa, tối mình đạo Phật chứ lạc rồi đó con ơi, mình là tà kiến rồi đó con ơi. Đây cũng nhắc nhở vậy thôi. Tôi mong rằng là cái này mà có những người mà tỉnh thức rồi nghe, bỏ đi cái tà kiến cho nó khỏe. Bỏ tà kiến là nó nhẹ dữ lắm, nó có giải pháp thật sự. Mà bỏ nghe gì rồi mà mình tỉnh thức mình bỏ tà kiến, có nghĩa là mình đang có giác ngộ đó. Mà đạo Phật đó là rất là cần thiết cái trí tuệ nhận thức để có giác ngộ, để nhận thức chân lý đúng. Mà có giác ngộ, có nhận thức chân lý đúng là người đó tránh khỏi tà kiến. Mà tránh khỏi tà kiến thì người đó được nhẹ nhàng, an lạc. Gọi đó là niết bàn từng phần. Thôi thầy xin nhắc nhở nhiều đó thôi. Mong rằng ban đi trẻ để ý rừng nghiệm văn như tư, tư như tu. Mong rằng các Phật tử gần xa nghe rồi thử, cũng nghe rồi suy nghĩ, suy nghĩ rồi mình nhận thức cái lẽ phải. Cái nào mà gọi là tà kiến không phải mình bỏ đi, cái nào chánh kiến là mình tiếp thu, rồi mình phát huy cái đó để cho mình có an lạc. Chứ còn không thấy không khéo mình tu làm tu lạc là uổng một cuộc đời. Xin ngừng ở đây, chúc an lạc hạnh phúc.